Vâng, chào các bác nha. Đây em vừa mới test cho các bác nghe thử nhạc. Nguồn nhạc thì em lấy từ YouTube và phát Bluetooth qua cái điện thoại Sony nha. Đây, em đang phát qua Bluetooth qua điện thoại Sony ạ. Và thiết bị thu Bluetooth ở đây thì em sẽ sử dụng cái cục dàn của cái âm ly Onkyo LFR7 TX nhé. Đấy. Ở đây thì sẽ thu Bluetooth này qua bộ dàn này và sẽ xuất tín hiệu giải mã xuống cái âm ly Telefunken HR5000 ạ. Đôi loa đang sử dụng là đôi loa Beovox nhé, Bang Olufsen. Cặp loa Bang Olufsen ạ. Cục dàn Onkyo này thì em sẽ chỉ sử dụng làm DAC thôi, thu Bluetooth này. Thiết bị phát thì em sử dụng điện thoại Sony nhá. Cảm ơn các bác nha.